cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Lúc 20 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024, mực nước trên sông Hồng tại trạm Thủy Văn thành phố Hưng Yên là 6,28m, dưới báo động 2 là 2cm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh rút lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 21 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Mực nước trên sông Luộc hồi 20 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024 tại trạm Thủy Văn La Tiến là 4m, dưới báo động 1 là 20cm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh rút lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 21 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, các sở ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, lao động thương binh và xã hội, y tế, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê kè, cống khi nước rút. Đặc biệt, chú ý kiểm tra các tuyến kè, bờ sông có diễn biến sạt lở, khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá thiệt hại do thiên tai và báo cáo theo quy định, khắc phục nhanh các hậu quả xảy ra do thiên tai nhằm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đối với các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên, duy trì việc canh gác đê theo cấp báo động, không được chủ quan. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên theo dõi thực tế diễn biến của lũ, quyết định mở cửa khẩu qua đê Dốc Lã, Minh Khai trên địa bàn. Ngày 11 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 1582 SNNTI về việc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2024 từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024 để tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường và tổ chức triển khai hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2024, bố trí nguồn lực, kinh phí, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Chỉ đạo đài truyền thanh địa phương, các đơn vị chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi, thu gom xử lý chất thải chăn nuôi không để gây ô nhiễm môi trường. Trường hợp xảy ra úng ngập, di rời đàn vật nuôi lên vị trí cao hơn. Khi nước rút, phải thực hiện ngay vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi, chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao đến tận thôn xóm, hộ chăn nuôi để phát hiện sớm dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, lở mồm long móng và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để tiến hành điều tra và xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, vứt xác động vật ốm chết ra ngoài môi trường, làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng môi trường. Thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và xử lý môi trường sau mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Chi cục Thú y kịp thời cung ứng hóa chất khử trùng, vaccine, đồng thời tập trung chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2024 và kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thủy sản vụ thu đông năm 2024 tại các địa phương, đảm bảo đúng kỹ thuật tiến độ, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh. Mực nước trên sông Hồng đoạn qua trung tâm thành phố Hà Nội tiếp tục xuống nhanh, nguy cơ ngập lụt tại 10 quận huyện ven sông Hồng cũng không còn đáng lo ngại. Thực hiện quy định về cảnh báo lũ, chiều 13 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh số 74 LBCH về rút báo động lũ cấp 1 trên sông Hồng.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các quận huyện Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm thực hiện nghiêm các quy định khi có lệnh rút báo động lũ trên sông Hồng. Mặc dù mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội đã xuống dưới mức báo động 1, tuy nhiên, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn An Cảnh, huyện Thường Tín vẫn đang nằm trên mức báo động 1, nguy cơ gây ảnh hưởng đến hai huyện Thường Tín, Phú Xuyên. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại vùng trũng thấp, khu dân cư ven các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Bùi. Các địa phương ven sông cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ lũ trên các sông để chủ động ứng phó. Sau nhiều ngày mưa lớn thì Bắc Bộ đã có nắng lên vào ban ngày, mưa chỉ còn xuất hiện vào chiều tối. Điều này phần nào giảm bớt tình hình lũ đang căng thẳng trên các sông ở Bắc Bộ, cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục mưa bão cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vẫn còn nhiều nguy hiểm tiềm ẩn kể cả khi nắng lên. Cụ thể, hiện nay mực nước các sông ở Bắc Bộ đều đang giảm nhưng biến đổi chậm, phổ biến vẫn còn ở mức cao từ báo động 2 tới báo động 3, có nơi trên báo động 3 như sông Cầu, sông Hoàng Long. Tuy nhiên, do mưa đã giảm, chỉ còn cục bộ ở một vài điểm nên tình trạng ngập ở vùng trũng ven sông sẽ dần được cải thiện trong những ngày tới. Trước những diễn biến và dự báo như vậy, các chuyên gia tiếp tục khuyến cáo người dân và các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Thông tin dự báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật tại trang web luquetsatlordat.gov.vn để người dân và các địa phương chủ động theo dõi và có biện pháp ứng phó kịp thời. Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, cơn bão số 3 vừa qua với gió cuồn mạnh đã có lúc làm tê liệt 50% vùng phủ sóng di động tại hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến sáng ngày hôm qua 13 tháng 9, hiện vẫn còn 8% số trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 chưa được khôi phục. Từ việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trong lĩnh vực viễn thông, Cục Viễn thông và các nhà mạng cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm để ứng phó với những cơn bão mạnh tương tự. Do vậy, Cục đã lập đề án quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông và các nhà mạng triển khai xây dựng ít nhất một trạm phát sóng di động kiên cố đến cấp huyện và tiến tới cấp xã chịu được rủi ro thiên tai cấp độ 4, trong đó có gió giật cấp 15. Việc xây dựng trạm phát sóng di động kiên cố này đảm bảo thông tin điều hành, liên lạc trong phòng chống bão.